Suy nghĩ và tình cảm hiện tại của họ dành cho bạn. Sau khi làm tổn thương và vô tình nhìn thấy những kỷ vật của hai người, đây là trải bài, nó lên tâm tư cũng như suy nghĩ của họ sau khi đã làm tổn thương bạn khi xưa. Và thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho mối tình của hai bạn là gì? Mình xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài và xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Và đây là trải bài tiếp tục cho trải bài lúc sáng về tình yêu của hai bạn sau khi ngắt kết nối hai người là như thế nào. Ở đây thông điệp đầu tiên, họ muốn nói lời xin lỗi với bạn. Vừa vô trải bài mà nói lời xin lỗi là thấy được rồi đó các bạn. Họ xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn, khiến cho bạn đau khổ. Đây là một sự thể hiện hối hận vì những hành động và lời nói của họ đã làm dẫn đến việc kết thúc của mối quan hệ hai người. Họ hy vọng điều này sẽ giúp bạn được chữa lành. Đâu đó họ cũng mong bạn tha thứ. Tuy nhiên họ cũng biết cái việc xin lỗi sẽ không khôi phục được lòng tin. Với thiện chí, nếu chia tay đã xảy ra vì một vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như là nếu như họ lừa dối hoặc nói dối hoặc lạm dụng hoặc làm cái gì tác động vật lý đến bạn, thì bạn hãy xem xét có nên trở lại hay không. Có thể là họ đáng tiếc vì đã đánh mất mối quan hệ của bạn với họ. Đây là thể hiện cái sự hối tiếc rất là nhiều. Họ đã bỏ lỡ những khía cạnh tốt đẹp, không có nhìn thấy cái mặt tốt của mối quan hệ hai người khi xưa, chỉ nhìn thấy mặt tích cực. Mà trong khi những cái điều về bạn, những cái tiêu cực về bạn, những cái khuyết điểm về bạn họ biết hết rồi. Nhưng tại vì lúc đó họ bị che mờ nên họ không có muốn tiếp tục, không có xử lý những cái khuyết điểm đó, cũng không muốn cho cơ hội sửa chữa mối quan hệ. Do đó hai bạn cần có thời gian là xử lý cái cảm giác mất mát, làm sao để gắn bó trở lại với nhau. Từ từ, cái gì cũng được của các bạn, nếu như các bạn có cố gắng. Nhưng đôi khi cái lời xin lỗi này cũng giống như là cái việc họ làm lịch sự để cho họ với bạn kết thúc một cách trong im đẹp. Thì tùy theo năng lượng, nếu họ người tốt, họ còn thương bạn hay tiến tới thôi. Và tiếp tới thông điệp, đó là on. Và cái từ on này giống như là công tắc đèn với bạn. Mình bắt on, bắt off, tức là họ muốn bật đèn lên. Họ muốn tiếp tục câu chuyện tình yêu này. Họ muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dở giữa hai người. Họ mong rằng nó sẽ phát triển và câu chuyện này nó sẽ được tiếp diễn theo một chương mới, một gì đó thực sự là tốt đẹp. Đây là lúc mà họ đã thấy những cái chuyện cũ bây giờ mình cần phải bỏ qua. Lúc này là lúc mình định hình là mối quan hệ, muốn là thúc đẩy nó nhiều hơn có thể. Sau khi nhắc kích nói về im lặng, có thời gian suy nghĩ, họ bây giờ đã biết bật công tắc, chính là bật cái niềm tin của mình vào mối quan hệ này. Họ thấy câu chuyện này bây giờ phải chắc chắn, phải ổn định, phải là cái giai đoạn bước lên một cái giai đoạn mới, chứ không phải là chập chừng mập mờ nữa. Lúc này là họ có sự cam kết, lúc này họ có sự trách nhiệm trong đây rồi. Họ không còn lảng tránh trách nhiệm như xưa nữa. Và thông điệp kế tiếp họ muốn gửi với các bạn là gì? Đó chính là thông điệp: tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ một cách tươi mới nhất với bạn. Số 1 đại diện cho sự khởi đầu trở lại. Cái trải bài gì đâu từ sáng tới bây giờ toàn là nó ủng hộ không, không biết tại sao luôn. Năng lượng đẩy hai bạn quá nhiều luôn. Đẩy thiền tới bến luôn nha các bạn. 6 lá bài điều ra là đẩy thiền. Cái kiểu như là khổ trước sướng sau. Cái năng lượng quay lại với người yêu cũ và cố gắng làm cho mối quan hệ tốt đẹp hơn là có. Họ nhận ra rằng là họ vẫn còn yêu bạn. Họ đã phạm sai lầm khi chia tay và họ đã học được những cái sai lầm từ cái việc này. Đây là lúc họ muốn thay đổi. Bản thân họ đang quan sát bạn và muốn có mối quan hệ bạn bè trở lại, là từ từ họ sẽ tiến tới là quen trở lại. Nếu như bạn cảm nhận cái năng lượng của người cũ họ muốn lân ra làm bạn với bạn, thì đây chính xác là cái năng lượng họ đang có. Và đây là lúc mà họ đã buông bỏ được cái năng lượng xem cái tiêu cực trong mối quan hệ là cái điều tiên quyết. Họ biết nhìn vào điều tích cực, là lúc mà họ muốn giữ bạn ở trong cuộc sống của mình. Lúc mà họ sẽ không có bất cứ kỳ vọng lãng mạn hay muốn tình dục ở nơi bạn. Đây là lúc họ hy vọng là
bạn sẽ cho họ một quyết định và đồng ý cho mối quan hệ hai bạn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà để được chuyện này xảy ra là bạn phải bỏ qua tất cả những đau, khổ, tức giận, oán hận trong mối quan hệ này. Nếu như bạn giữ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào mà ảnh hưởng đến mối quan hệ, chắc chắn hai bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Cái việc bây giờ là các bạn phải đối mặt với những cái tổn thương của mình, xem mình là cái gì trong đó, mình là có phải là một phần khiến người ta bỏ mình ra đi hay không. Khi mà bạn dẹp bỏ được tư tưởng oán giận là lúc bạn mới có thể bắt đầu lại mối quan hệ với người này. Còn không thì mình xin các bạn họ đừng quen lại. Tại vì mình chưa giải quyết mình xong, mình quen lại nó cũng vậy à. Bởi vì nó có thể là một cái khởi đầu tốt đẹp cho hai bạn, nhưng mà nó cũng có thể là mạo hiểm để trở lại. Bởi vì những vết thương cũ, những cái hy vọng hão huyền mà bạn đặt ra mà bạn chưa giải quyết xong thì làm sao bạn có khởi đầu mới được. Khởi đầu mới khi nào chúng ta giải quyết hết tất cả những việc tồn đọng trong mối quan hệ của cả hai, lúc đó các bạn hãy trở lại. Còn không, cứ để như vậy. Thật sự, mình thấy năng lượng vũ trụ gửi vào trong trải bài có tâm tư mà có tâm lắm các bạn. Cái này là ngẫu nhiên thôi. Cái thông điệp nó rất phù hợp trong tình cảnh này. Đó chính là cái bản ngã, cái tôi của bạn và họ quá mạnh để áp dụng vào trong mối quan hệ này. Ý thức về lòng tự tôn của mình, tự cao về bản thân mình, tự hào là đúng. Nhưng mà nó phải đúng theo cái ý nghĩa lành mạnh và tích cực về bản thân, chứ không phải nó đúng theo cái sự kiêu ngạo tự hào hoặc là tự ái tự ti. Bởi vì cái gì cân bằng nằm ở giữa vẫn tốt nhất. Mình có giá trị của mình, nhưng mình không có quyền mình chà đạp người khác. Cái lúc này là cái lúc bạn phải để cho cái tôi của mình có sự trưởng thành về mặt cảm xúc, khả năng phục hồi, sự tự tin cho phép mình yêu và được yêu một cách tôn trọng, nhân ái và chân thực, chứ không phải tổn thương, chà đạp, xem người ta là thấp hoặc là quá tôn thờ người ta, thấy mình tự ti. Hai cái đều không được hết. Cái tôi chỉ đẹp nhất khi các bạn biết điều chỉnh cảm xúc của mình, dám đương đầu với căng thẳng, tức giận, sợ hãi, buồn bã, nhưng mà không đánh mất đi giá trị của bản thân hoặc làm hại hay là tổn thương người khác, không nói những lời tổn thương, cảm xúc biết tiết chế một cách rõ ràng, không có hung hăng, không có hữu động luôn. Mình biết lắng nghe, biết đồng cảm với cảm xúc và nhu cầu của người ta. Đây là lúc mình phải biết là mình phải cần làm gì nha các bạn. Và nếu như các bạn có năng lượng đeo bám hoặc các bạn bị thiếu thốn tình cảm, cũng dẹp luôn khúc này nha. Cái khúc này là cũng không được luôn. Cái gì mà đeo bám, cái gì mà thiếu thốn, tự nhiên người ta thấy người ta tội nghiệp mình, chứ không phải ta thương đâu nha các bạn. Phục hồi cái tôi, biết tự tin vào chính mình chứ không phải là tự cao. Các bạn thấy là cái việc này nó sẽ giúp cho bạn có thể phục hồi lại sau khi chia tay, sau khi mất đi người yêu. Nhưng mà bạn phải làm sao đừng cho mình bị đau buồn. Lúc này mình chữa lành vết thương là mình phát triển tạo giá trị một cách lành mạnh nhất. Là lúc mà các bạn tự không có họ phải vẫn sống tốt. Bây giờ tập cho mình khác đi bạn, sống khác đi. Đừng cứ kiếm căng thẳng, kiếm buồn đau nữa. Hãy mạnh mẽ lên, tự tin lên. Nhưng mà tự tin trong khiêm tốn ha. Và sau đây mình sẽ tìm một cái thông điệp chốt hạ cho cái trải bài này. Thì thông điệp ở đây chúng ta có là, ý họ nói là tất cả những gì mà họ nói nãy giờ, tất cả đều là cái việc mà họ muốn nói và họ suy nghĩ thực sự vào điều này. Và đâu là cái tâm tư, cái câu này nó cũng bị tối nghĩa quá. Bây giờ mình xin thêm một cái thông điệp nữa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là họ muốn gửi gì các bạn. Chúng ta có một câu nữa là, nếu như mà tôi theo bạn, tôi có thể mất hết tất cả mọi thứ. Đây là một cái năng lượng họ sợ bỏ những cái gì quen thuộc của họ. Họ sợ mất đi bản sắc của mình. Họ cảm thấy là cái những ước mơ, mục tiêu của họ nếu mà theo bạn sẽ bị dang dở. Có thể họ lo lắng rất nhiều về việc này. Cái việc phải đối mặt giữa việc chọn bạn và cái thứ khác quan trọng hơn đối với họ. Có thể là gia đình, niềm tin trong cuộc sống, là họ phải hy sinh cái điều đó để họ có thể tiến đến với bạn. Đây là một cái việc thực sự họ mong muốn có một cái kết khác đi. Bởi vì thành thật mà nói, thực tế cái người này họ muốn và họ sẵn sàng làm về tình yêu, nhưng họ cũng sợ mất đi tất cả. Ở đây là sự sợ hãi nhiều hơn các bạn. Họ sợ hãi là mình phải làm một cái gì đó mà khác đi, đến một cái nơi xa lạ, hoặc bạn có một cuộc sống khác hẳn với cuộc sống của họ luôn.
kiểu như là hai đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt á. Lúc này họ sẽ mở mắt đi cái việc mà họ cần phải gắn kết là gia đình, bạn bè và công việc họ đang làm. Họ không biết là bạn có sẽ thực sự ủng hộ và còn yêu họ không. Nếu như họ và bạn đến từ hai thế giới khác nhau về niềm tin, về gia đình và bạn bè, thực sự họ biết bạn là một phần trong cuộc sống của họ, nhưng mà họ cũng không muốn bạn bỏ lại họ phía sau. Bởi vì hai bạn có thể đến từ hai thế giới, một bên giàu bên nghèo cái gì mình không biết, nhưng chắc chắn là cái điều hai bạn cần phải hòa hiệp với nhau để không ai làm tổn thương ai hết. Nhiều khi bạn vui miệng, bạn nói bạn làm người ta đau lòng, bạn không biết. Đây là lúc bạn phải coi lại mối quan hệ mình như thế nào, hay là tất cả những gì mà họ muốn gửi đến các bạn. Lúc này là lúc bạn nên tỉnh táo và hãy cho mình một cơ hội một lần nữa đến với người này. Tất cả các lá bài ra đều ủng hộ các bạn đến với nhau một lần nữa. Mình mong là các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu này. Và hạnh phúc chỉ đúng khi cái người này thực sự là người có giá trị, người này là người tốt ha. Tất cả những cái người mà lạm dụng bạn nè, lừa dối đi người thứ ba lăng nhăng là không có ứng trong cái trải bài này ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.